buổi sáng tốt lành tâm xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn được một ngày nhiều năng lượng và nhiều niềm vui và hạnh phúc nha hôm qua làm cái clip lỡ dở cái quên tắt wifi cái khách điện tới khách điện zalo tới cái nó ngắt ngang hôm nay tâm lại tiếp tục còn khoảng hơn một nửa xe hôm qua mới quay được có nửa hôm nay còn hơn nửa xe tâm làm tiếp cái clip thứ hai nha anh chị con Mazda 3 giới thiệu đến anh chị là 2021 màu trắng chạy được 40 000 anh chị ba mấy 40 ngàn vỏ riêng còn sơn riêng còn chín mấy phần trăm trên này thì không có gì để tả luôn ha mới tin 2021 à, ở đâu chạy 40 000 một chỗ mua mới biển Bình Dương xe này bên tâm bán là 535 triệu nha anh chị 535 triệu Mazda Mazda 3 2021 form mới hoàn toàn riêng lắm đẹp lắm còn bảo hành hãng anh chị xe này hồi tối con trai nó đi lấy cái máy vi tính về còn bảo hành hãng xe này thì 2021 nha à, bán 535 triệu anh chị vị số Bình Dương số dễ nhớ 00899 thật ra mấy cái xe lướt này thì bán lời mỏng tẹo à. kiếm 10 triệu rồi nên anh chị mà hay có bớt bớt thì bên tâm bán không được nha. Còn đây là con Vios 2021 con mới số sàn bản E. Tâm đang bán là 430, hôm nay tâm để cho anh chị là 420 nha. Hôm nay tâm để cho anh chị là 420. À, xe chạy được à, cũng 40.000 luôn, bốn 40 mấy ngàn, 40 bốn mấy ngàn anh chị. 2021, Vios bản E, xe phần 100% không lỗi nha. Để cho anh chị 420 ha Sản xuất năm 2021 Phong mới rồi Mâm đen Mâm phay đen Mới lắm Ở đâu bốn mấy ngàn Bốn chục ngàn 420 anh chị Có màn hình Có cam lùi Ghế da theo xe Có gương gặp điện auto Và bốn phân đĩa ABS 2021 anh chị Xe riêng toàn tập biển số 67 An Giang con xì bát này tâm giảm tám chục là thu hồi vốn luôn nha anh chị anh chị nào alo cho tâm để sở hữu em đó nha chevrolet xì bát hai ghế sản xuất năm 2013 nghìn ba xe riêng giữ bốn vỏ mới đăng kiểm còn nội thất riêng lắm tâm để cho anh chị là tám chục nha tám chục này là giá vốn luôn mấy mốt không chơi mấy dòng này nữa nó nó chặt nhà mà lợi nhuận ít mà lại khó bán nếu ai mà nếu ai có nhu cầu vài chục triệu thì mua con xe này về đi là ok nha anh chị chạy rất là ngon đi đường dài vô tư 80 là giá vốn ha còn cái Vios này là 2021 là 420 ha và cái Mazda 3 này là 2021 à, bán cho anh chị là 535 triệu ha tất cả xe bên tâm thì giấy tờ pháp lý là rõ ràng bên tâm đều đứng quỹ quyền hết nha ký giấy rút hồ sơ sang tên là một nốt nhạc nha xe còn đăng kiểm chiếc nào cũng còn đăng kiểm hết anh chị rồi tối mới về thêm một con này nữa Kia Cerato 2018 số sàn xe này hôm nay bỏ đi đánh bóng nha xe mới về mọc mạc luôn anh chị còn mọc mạc luôn bán cho anh chị để làm xong rồi tính nha chưa làm xong biết đâu vốn nhiều đâu mà tính nhưng mà giá rất là yêu thương khoảng 38 38 mấy anh chị 2018 số sàn Ford anh chị Ford 2014 nhập khẩu Thái Lan số sàn Serin một chủ mua mới đang bán 355 hôm nay tâm để cho anh chị là 340 340 cũng như là gần gần như là thu hồi vốn có lời mà về mấy triệu anh chị cứ so giá thị trường thấy tâm nói đúng và hợp lý thì mua còn không đúng và hợp lý thì anh chị cứ cắt y tiền đó đi chứ nhiều khi đừng có nói khó nghe hay là có những cái lời bình luận hơi bị khiếm nhã có nghĩa là thuận mua vừa bán người ta bán hàng cảm thấy vừa ý thì mình mua không vừa ý thì thôi đừng có rút tiền ra chi cho nó lại nói này nói nọ cho nó mất nó mất cái tình cảm của con người ha tâm bán ít 2014 nhập khẩu Thái Lan số sàn 340 cái pho này có khách đặt cọc rồi anh chị pho này thì cũng để lâu ghê mới mới nhận cọc rồi. dọn dẹp nữa chờ khách vô lấy tiếp theo đây nữa là con Vios bản G 2020 G thì nó có nhiều cái đặc tính hơn ví dụ như nó có được ga tự động nè G 2020 mới có nha ga tự động cảm biến trước đồng hồ điện tử 7 túi khí G 2020 anh chị chạy được bốn mấy 50 ngàn một chủ mua mới xe riêng trăm không lỗi ha cái này tâm đang bán là 475 hôm nay tâm để cho anh chị là 470 nha 470 à, Toyota Vios bản G 2020 à 20 thì nó có ra tự động rồi. Chứ không phải như 19 nha, 470 anh chị, xe thì cũng rất là mới á. 470. Morning, Morning 2018 số sàn bản bản đủ SI. 2018 bản đủ SDI. Uh, morning số sàn màu bạc anh chị một chủ mua mới. Xe này bên tâm đang bán là 258 triệu. Hôm nay tâm để cho anh chị là 200 uh, 255 triệu nha anh chị, 255 triệu. Xe đẹp á. 2018 255 triệu. Không lỗi nha. Bao cho anh chị là xe nguyên riêng không lỗi. Innova, Innova này tạm chưa có làm video nha Innova đời 2008 Được lên rất là đẹp luôn anh chị 208G xịn, 208G xịn đô chạy được trăm mấy chục ngàn Mình thùng thẳng băng Nước sơn rất là đẹp Không có vết đầy Và đặc biệt nhất là keo chỉ nguyên viên nha anh chị Keo chỉ nguyên viên Nội thất ghế nỉ nguyên viên Máy im riêng Chạy cực kỳ nhẹ Chạy nhẹ và êm Nguồn kiến riêng hết mình thùng thẳng băng anh chị. Xe này là góc thành phố Hồ Chí Minh ha. Góc thành phố Hồ Chí Minh, biển số là sang tên về Đồng Nai. Đèn riêng theo xe và rất là sáng luôn, đèn còn sáng rực luôn chị. Đó, mặt ca lăng đẹp, mặt ca lăng 3 tầng, form mới. Gương kính riêng hết anh chị ơi. Đèn đốt sáng rực luôn. Vỏ lớp thì còn dày cui. À, xe này sản xuất năm 2008. Góc thành phố, sang tên về Đồng Nai được uh, có màn hình và có cam ve rồi uh, nội thất là ghế nhung theo xe còn khá là tươi đẹp chất xe đẹp anh chị ạ cái máy thì êm ru và chạy khá nhẹ trần nỉ nguyên rin ghế nỉ nguyên rin sản xuất 2008 anh chị bán cho nhà mình là 245 triệu ha 245 triệu Innova đời 2008 <laughs> 245 triệu anh chị có thể đến ngay với ô tô di tâm là chọn cho mình một sản phẩm vừa ha máy chạy nhẹ êm không đổ hơi không đổ khó nha anh chị nha dây anh chị JGL GL205 biển số Đồng Nai à, nước sơn riêng còn rất là nhiều và tem riêng hết xe này tâm đang bán 180 triệu mâm đúc vỏ mới đăng kiểm dài vỏ mới tinh hôm nay tâm để cho anh chị là 170 triệu nha 170 triệu cho con dắt GL đời 2005 Đó, màu xanh vỏ dưa đây là một cái màu đẹp nhất và ấn tượng nhất của xe dắt đời 2000 là lễ năm GL nha anh chị màu xanh vỏ dưa là màu được ưa chuộng nhất luôn và lên mâm đúc mâm đúc và vỏ mới đăng kiểm còn nội thất đẹp máy im máy im máy lạnh tốt chạy nhẹ lắm gầm bệ là chắc chắn qua lăng củ số đẹp chắc xe này thì nó ưng ý anh chị. nói chung là ưng ý và keo chỉ nguyên riêng hết không có lỗi làm gì hết nha bán cho anh chị là 170 giấy tờ thì bên tâm đang đứng quỷ quyền muốn ký giấy rút hồ sơ sang tên là bất cứ chiếc xe nào ở trong tiệm của tâm đều phải ký giấy được hết và sang tên rút hồ sơ được hết nha. Cho dù nó có vài chục triệu đi chăng nữa cũng phải là ký giấy sang tên được ha. Xe này là Tâm đang bán 180, hôm nay Tâm để cho anh chị là 107 nha. À đăng kiểm còn tới tháng 7 2023 và xe này sau này đi đăng kiểm lại là 1 năm nha anh chị. Đăng kiểm được 1 năm, nay nhà nước quy định kéo dài thêm 8 năm cho xe sau 20 năm là đăng kiểm 1 năm đó anh chị. Tiếp theo đây nữa là con Hyundai Accent bản đặc biệt biển số 93 màu cát vàng Bản đặc biệt nha anh chị Bản đặc biệt thì nó gồm có mâm là mâm 16 nha Bản tiêu chuẩn là mâm 15 Anh chị lưu ý nha Bản đặc biệt là mâm 16 Cửa sổ trời ga tự động Đó Nó khác với cái bản tiêu chuẩn Cửa sổ trời ga tự động à, Mâm 16 Chất xe đẹp Không lỗi Tâm đang bán cho anh chị là 420 Hôm nay tâm để cho anh chị là 410 à, Hyundai Accent 2019 Cuối 2019 nó có cửa gió sau rồi, đèn full led trước led sau, biển số 93 Bình Phước, một đời chủ mua mới màu cát vàng, vỏ lớp còn mới, à, mâm đẹp, 4 tháng đĩa abs, đúng mâm đúng số đúng chất lượng. Xe thì không độ không chế nha, bởi vì bây giờ mà mua xe độ chế là về đi đăng kiểm rất là khó anh chị. Xe này thì đăng kiểm còn tới tháng 9 năm 2023 nha anh chị, tháng 9 2023. đó đẹp riêng ha 410 triệu bản đặc biệt không mua xe đâu mua anh chị ha 410 triệu bản đặc biệt 2019 đây nội thất anh chị nè được lên màn hình Android nội thất ghế da theo xe và còn sạch sẽ và tươi tươi tắn ha có cửa gió sau anh chị 2019 410 triệu đằng nỉ đằng 5D Hôm qua làm cái clip mà nếu dài quá thì anh chị coi nó cũng mệt nên tâm làm ra hai đoạn cái đoạn hôm qua thì nửa xe bên kia nửa xe bên đó hôm nay Tâm làm nửa xe bên đây đây là con xe huyền thoại nó hơi lâu rồi sắp hết đăng kiểm rồi bên tâm sẽ bao đăng kiểm mới cho nhà mình sản xuất năm 2011 động cơ là 1.5 <laughs> Honda Accent số tự động chắc xe đẹp lắm chạy trăm ngàn hay gì đó trăm ngàn chưa tới trăm ngàn và riêng hết rồi hôm nay tâm bán lỗ cho anh chị nha vốn là ba trăm mười mấy triệu hôm nay bán cho anh chị là hai trăm chín hai trăm chín anh chị chưa có khi nào mà cắt lỗ nhiều vậy ha lỗ nếu lỗ xe này thì hai mươi mấy triệu ha bán hai trăm chín đời hai nghìn một số tự động máy riêng một trăm không lỗi anh chị máy riêng bán cho anh chị hai trăm chín số tự động honda accent hai trăm chín biển số đồng nai mọi thứ là ok hết number one nha không lỗi lầm nha anh chị 290 triệu đời 2011 ít uh, Bender 2019 số sàn ô đô chạy ba mấy ngàn uh, một đời chủ mua mới màu nâu xe này thì uh, khỏi phải nói rồi quá dễ thương quá đẹp mọi thứ tuyệt vời đăng kiểm thì còn tới 2024 tâm đang bán là 450 triệu anh chị số sàn nha số sàn động cơ là 1.5 à, uh, 7 chỗ ngồi biển số đồng nai mọi thứ đang tuyệt vời anh chị không một lỗi nhỏ luôn, máy móc nguyên riêng và còn rất là mới. Màu nâu ha. Đăng kiểm 2024, được dán phim cách nhiệt. Tay nắm cửa mạ à rơm và viền che mưa, ghế bọc da. Rồi bán cho anh chị 450 rưỡi hôm nay tâm bớt 10 triệu còn 440 nha. 440 Trần 5D, ghế bọc da. 440 anh chị. Chất xe đẹp. 440 triệu ha giảm nhiều lắm á, giảm gì để cho anh chị mình dễ mua sắm, dễ tiếp cận nha và có thể là so sánh được với những cái uh, uh, siêu thị salon khác để khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Mình bán cao chưa chắc gì đã bán được. Mặc dù là sản phẩm nó nó nó, nó tốt nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tình người và cái chế độ hậu mãi bảo hành. quan Tâm thì lúc nào cũng giữ cái tình cảm để phục vụ khách hàng là chính. Nên khách hàng mà đến vô tôi di Tâm thì chưa có một ai mà cảm thấy buồn hay là mít lòng gì hết nha à, những cái xe mà khách đã cọc thì tâm đưa hết về trong kho rồi đây là những cái sản phẩm mà chưa có ai đụng đậy gì hết còn chờ anh chị đến để rước em nó về tiếp theo đây nữa là con hồi nãy tâm đang đang nói ít bên này không biết có báo km gì nha ba mươi mấy ngàn chị ba mấy ngàn 35 mươi lăm ngàn à, bán cho anh chị bốn trăm tư và tiếp theo đây nữa là con Hyundai Accent Hyundai Accent này thì sản xuất năm 2018 Bản thiếu nhưng mà lên full đồ chơi của bạn đủ rồi mâm đúc rin nè mâm đúc rin <laughs> mình thùng thẳng băng cái này thì tâm đang bán là 455 giảm xuống cho anh chị còn 445 hôm nay tâm bán 440 nha anh chị chạy 52.000 cây số qua lăng cần số đẹp được lên màn hình chết test rồi trần nỉ nguyên rin ghế da à, máy rin 100 chưa bung chưa tháo bán cho anh chị 440 340 chứ 340 lộn có gương gặp điện có thắng ABS 4 bánh có tích hợp qua lăng ở đô 52.000 anh chị 52.000 cây số sản xuất năm 2018 số Bình Dương một chủ mua mới xe riêng không lỗi không lỗi anh chị à, mức tiêu hao nhiên liệu em này thì động cơ là 1.4 à, hỗn hợp là 5 lít 4 và đường trường là 4 lít 7 xe không lỗi động cơ là 1.4 số sàn 6 số tới và một số ghe dòng accent thì nó rất là là lành tính và đi chất lượng cũng khá là ngon và kiểu dáng đẹp và giá thành thì cực kỳ là phù hợp tâm bán cho anh chị chỉ có 340 triệu thôi 2018 Odo 52.000 và tiếp theo đây nữa là con xe này cũng hơi huyền thoại cũng hơi lâu rồi. À, sau Tết tới giờ cũng mấy tháng rồi hai ba tháng rồi. À, con à, à, Suzuki Atiga 2018 số tự động một chủ mua mới nhập khẩu. Đồng này thì đi cực ngon anh chị, nhẹ ơi là nhẹ luôn, lái nhẹ lắm. Và ở đô chạy được 55.000, một đời chủ mua mới hộp số tự động nhập khẩu. đăng kiểm thì còn tới tháng 6 2023. Xe này thì bên tâm bán cho anh chị động cơ là 1.5 nha. Bán cho anh chị là 478 triệu, lúc trước. Lúc này thì tâm giảm xuống còn 400 35 triệu anh chị 435 triệu và có thể là bán xả luôn cho anh chị là 430 triệu là giảm 45 triệu 430 triệu nếu anh chị mua trong thời điểm hiện nay còn cái chuyện lời lỗ gì kệ tâm ha Đó, thích thì tâm bán thôi chứ để đây cũng vậy à bán mình xây cái đồng tiền mình đi mua xe khác còn anh chị đi tham khảo thị trường thấy ở đâu phù hợp thì mình mua còn cái chuyện tâm nói mà anh chị tin thì tâm cảm ơn còn không tin thì đâu có sao đâu không có gì để mít lòng hết nha đây là con xe à, Suzuki Atiga à, đời 2018, hộp số tự động nhập khẩu, à, form mới rồi ha. Tâm bán cho anh chị là 430 luôn nha, 430 cắt lỗ 430. Vỏ lớp thì còn ok, đăng kiểm thì còn 2 tháng nữa, 3 tháng nữa. Tháng 6 đó anh chị, tháng 6 đó, 2 tháng. À, bao rút hồ sơ 430 triệu, đó anh chị thấy không? Trong kinh doanh mà đâu phải cái gì cũng cũng có ăn đâu, có cái có ăn và có cái cũng không có ăn lâu lâu cũng có một chiếc ha rồi tiếp theo đây nữa là con Kia Soloto đời 2019 bản đủ số sàn bản đủ số sàn ô đô chạy được 63.000 anh chị 63.000 mọi thứ là đều riêng hết chất lượng ổn định và không lỗi lầm máy móc nguyên riêng nắp cò chưa mở 100 là nguyên riêng nha anh chị 2019 ô đô 60.000 à, xe này bên tâm bán là 330 hôm nay tâm quyết định bán cho anh chị mình là 320 bởi vì xe này bữa cũng có cô em nó đặt cọc đặt cọc xong rồi về xây tiền không được xây tiền không được rồi tâm gửi lại cọc em nó phụ được 5 triệu cái này nói thẳng và nói thật đó đặt cọc ba chục xong rồi về xây tiền không kịp vô nói anh tâm thôi cho em xin lại cọc gửi lại cho em nó và nó phụ cho 5 triệu à, hồi nào giờ tâm cũng chưa có lấy cọc của ai hết nếu anh em thấy lâu và ngại giá cả cọc người ta một tháng mấy mà phụ ta 5 triệu thì có phù hợp không ha nói vậy Thậm chí lấy không lấy thì nó không quan trọng nhưng mà khách họ tự thương mình họ 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 y như uh, hỗ trợ, dùng từ hỗ trợ là đúng nhất, hỗ trợ 5 triệu. Đó để cái mức độ giảm giá của thời gian Hỗ trợ tâm 5 triệu đó. Xe này nè, giờ tâm bán anh chị là 320 nha. 2019, số sàn uh, bản đủ, chưa có khi nào mà giá xe lại tốt như lúc này luôn Phải từ 36 37 mới có xe. Nay bán 32 anh chị. 32 2019 số sàn bản đủ bao rút hồ sơ nha có rẻ có quầy dớm, mà có lỗ gì đi chăng nữa thì bên tâm giấy tờ pháp lý là cũng phải đúng và chuẩn phải rút hồ sơ sang tên được thì mới giao dịch ha bên tâm là chỉ bao rút hồ sơ thôi nha còn cái phần sang tên đó thì mình có thể hỗ trợ lẫn nhau ví dụ như là giới thiệu người làm dùm hoặc là hãy hướng dẫn cho anh chị đi làm hoặc là bên tâm sẽ bao luôn cũng được nhưng mà cái phí đó là nó thêm vài triệu đồng nữa nên mình phải bàn sau không biết khách hàng ở đâu nên mình không có gồm chung được ha đây là con Innova mà đồ chơi nhiều nhất lịch sử luôn anh chị Cốp điện mà đá cốp luôn Y như là xe mắc tiền vậy đó đi xe tiền tỷ vậy đó. à, Cốp sau này đá 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 chân cái là cốp dở lên mà hạ xuống bốn cái vỏ thì mới tinh Mình thùng thì thẳng băng Màu là màu đồng ánh kim Còn nội thất là lên ghế Lên ghế da mới lắm Ghế da rất là mới Và được lên màn hình Android Cam đồ đầy đủ hết Cam 360 rồi Lung tung beng hết Nói chung là nhiều đồ chơi anh chị Đang bán cho anh chị là 490 hôm nay tâm giảm xuống 10 triệu còn 408 con Innova 2017 màu đồng ánh kim được lên đồ chơi nhiều bích bùng và chắc xe Rin đẹp máy chạy cực kỳ nhẹ biển số 67 An Giang trước đây là góc thành phố mới sang tên về An Giang được 2 tháng bây giờ nếu anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì mua xe này về không có tốn tiền biển số 20 triệu nha à, góc thành phố à, mới sang tên về An Giang ở đô chạy được 5 không xin lỗi ở đô chạy được 90 ngàn chắc xe đẹp mình thùng thẳng băng màu đồng ánh kim và xe không lỗi nha anh chị keo chỉ là riêng từ đầu tới đuôi nắp cò nắp kiết máy móc chưa đụng được trang bị đồ chơi rất là nhiều bán anh chị là 408 màu đồng ánh kim nha 2017 số số uh, An Giang góc Sài Gòn đây là em mới về con uh, Wigo đời 2018 uh, Góc gốc Bình Dương biển Bình Dương một chủ mua mới màu đỏ xe này thì uh, thì, thì uh, nhà giàu anh chị nhà quá trời xe luôn người ta đi ít nên uh, tới thời điểm hiện nay mà vỏ lớp còn riêng và còn khá là dày 2018 uh, 2018 bán cho anh chị là 208 2018 xe chạy 30.000 dòng này thì động cơ là 1.2 và nhập khẩu indo số sàn uh, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ chất xe bao đẹp vỏ theo xe còn dày dập luôn anh chị nè ô đô 30.000 xịn nha tua đồng hồ là tâm tặng cái xe luôn 4 lít 2 cho đường trường và 5 lít 1 cho hỗn hợp à, Toyota Wigo 2018 số sàn 280 triệu nha anh chị anh chị liên hệ tâm để sở hữu em nói nha sơn riêng xe này cả xe luôn nói chung là chưa thấy dấu hiệu tốt gì hết và chắc xe rất là đẹp vỏ theo xe còn rất là dày nội thất thì ghế bọc da cái máy mới tinh xe đẹp lắm anh chị em này là Vios 2021 mới vừa mua về bán cho anh chị là 420 2021 ở đô 40 mấy nghìn số sàn bản e, bao rút hồ sơ nha anh chị bao rút hồ sơ ở đô 45.000 biển số An Giang <laughs> một chủ mua mới từ đầu 45.000 cây số xe thì khỏi phải nói rồi anh chị đẹp chuẩn riêng êm không lỗi lầm nha ghế bọc da theo xe nội thất màu đen à, ở đô thì chạy được bốn mươi mấy ngàn hỗn hợp là nếu mà xăng động cơ là 1.5 máy xăng hỗn hợp là 5 lít 9 và đường trường là 4 lít 8 có thể ít hơn anh chị tại Vios này tâm sử dụng nhiều và bán nhiều tâm biết chưa có ai phàn nàn gì cái xe Vios mà hao xăng nha tiết kiệm xăng cực kỳ được dán phim cách nhiệt có màn hình và có cam dê Ở đồ, đồ 45 000 chị Trần nỉ nguyên riêng Máy móc nguyên riêng 2021 Bán cho anh chị em nhà mình là 420 triệu bớt 1-2 triệu tiền lọc ha 2021 form mới đẹp quá anh chị ơi Mặt cá lăng nè Mặt lăng rộng hơn To hơn Mặt đen á Và mâm là mâm Mâm là mâm đúc à Mâm phay à hôm qua tâm đang đi cái khúc này đi lên nè cái khúc dưới đây là xe tồn đây là con tiếp theo hôm qua nha anh chị tiếp theo cái video mà những cái sản phẩm chưa lên sóng á con morning 2016 bản SI y bản đủ đang bán cho anh chị là hai trăm rưỡi hôm nay tâm giảm 10 triệu còn hai trăm nha Gửi da mới tinh nội thất rất là đẹp Trần nỉ nguyên riêng máy móc chưa đụng nắp cò chưa ra Chất xe thì khá là đẹp ha Bán cho anh chị là 240 nha 2016 Biển số 83 Sóc trăng Chất xe bao đẹp anh chị Màu trắng Máy riêng Nội thất đẹp Ở đô được 7 mấy 80 ngàn Vỏ lớp còn mới Đăng kiểm còn dài Bán cho anh chị là 240 nha 240 Bao rút hồ sơ Honda Civic 2007 Động cơ là 2.0 Bản cao cấp nhất bản đặc biệt á, có cửa sổ trời, có lẫy số thể thao, à, máy móc là nguyên riêng, bị số thành phố, màu xám lông chuột anh chị. Vỏ lớp thì còn ok, đăng kiểm mới tới 2024. Nội thất là riêng theo xe, ghế da riêng hết. Bán cho anh chị là 265, hôm nay tâm để cho anh chị là rưỡi nha. Giảm 15 triệu 250. Anh chị cứ đến với ô tô Di Tâm, có những cái sản phẩm nào ấy là tâm giảm mạnh lắm. Còn sản phẩm nào mà còn đang không à? ấy là là giá giá cũng rất là phù hợp nha anh chị còn mấy cái xe này nó chậm là phải xả thôi để đây nó cũng nằm đây hoài mà bà con sẽ không có quan tâm nữa nên tâm quyết định xả thấp xuống hai rưỡi nha anh chị hai rưỡi cho con xe uh, Civic đời 2007 động cơ là 2.0 số tự động bản đặc biệt có cửa sổ trời có lẫy số thể thao hai uh, rưỡi Kia Soloto 2019 Hợp số tự động bán bán anh chị là 375 hôm nay tem giảm xuống còn 365 nha anh chị số tự động 365 2019 xe riêng 5 vỏ theo xe ở đô chuẩn bốn mấy ngàn 50 ngàn anh chị vỏ riêng theo xe hết nội thất là ghế da chất xe đẹp không lỗi nha nước sơn rin là, là còn nhiều kêu chỉ là không mắc một tí nào và máy móc là Nguyên riêng chưa động đại. Một chỗ mua mới biển Đồng Nai, số tự động, động cơ là 1.4. Xe này rất là ít hao xăng anh chị, chắc khoảng 6 7 lít gì đó, 5 6 7 lít <laughs> tùy theo đường và tùy theo người chạy nha. À uh, odo 50.000, sản xuất 2019, bản đủ uh, số tự động. Kia Soluto 365 triệu, anh chị liên hệ tam là có xe nha. Và tiếp theo đây nữa là con Cru Cru 2013 xe rất đẹp mà cũng bị ế. À, bữa hổm nhiều người hỏi lắm nay không nghe ai hỏi nữa hết tâm quyết định giảm xuống 10 triệu đang bán 245 nay tâm để cho anh chị là 235 màu vàng cát xe tươi lắm 235 2013 được lên full đồ chơi rồi màn hình OLED ghế da qua lăng củ số rất là đẹp xe đẹp anh chị à, chắc xe tươi lắm mà chưa bán được thì hôm nay phải giảm thôi giảm 10 triệu 235 cho con cờ ru 2013 số sàn màu vàng cát xe rất là tươi và mới anh chị màu dễ thương này, mà đời cũng được đời 23 lần vỏ lớp thì còn mới đăng kiểm thì cũng còn mọi thứ đang chuẩn chỉ chờ anh chị đến trước em nó thôi 2013 235 triệu à, Mazda Mazda 3 đời 2020 màu xám long chuột ô đô được 40 ngàn chất xe thì bao chết hãng sai trả xe đúng thì nhận nói vậy cho anh chị mình yên tâm nha à, đời 2020 động cơ là 1.5 số tự động Mazda 3 bán 500 uh, 555 giảm 545 giờ giảm 535 hôm nay tâm quyết định bán lỗ nha 520 520 nếu anh chị có nhu cầu 520 triệu cho con Mazda 3 màu xám lông chuột form mới form 21 22 23 đó đó bán cho anh chị là 520 lỗ mười mấy hai chục triệu anh chị cứ tham khảo đi ha xe đẹp ghế da rồi hết rồi ở đồ bốn bốn chục ngàn có ga tự động có cân bằng điện tử có thắng tay điện tử nói chung là nhiều tính năng lắm luôn trên con xe Mazda 3 này bốn thắng đĩa ABS à, mâm lớp riêng theo xe mọi thứ tuyệt vời màu xám lông chuột biển số Bình Dương một chủ mua mới đăng kiểm tới 2024 bán cho anh chị 520 nha anh chị thấy phù hợp thì ủng hộ tâm ha Kia Cerato đời 2021, Odo 19.000, 19.000 cây số anh chị. Xe này thì mua mua tại Bình Dương và lăn bánh tại Bình Dương, không có ngày nào ở Thanh Hóa hết. Chủ xe có nhà, có đất, có đất có nhà nhưng mà chưa có hộ khẩu ở trong Bình Dương. Thì mới có hộ khẩu ở Thanh Hóa nên bắt buộc phải ra tên ở Thanh Hóa. Nhưng mà xe này Kể cả đăng kiểm và mua và số quản lý đều là ở Bình Dương hết. Nói cho anh chị yên tâm thôi chứ không gì hết ha. Xe chạy 19.000. Được lên full option, full đồ chơi. Odô 19.000 và đăng kiểm còn tới tháng 12 2023. Sản xuất năm 2021. Kia Cerato. Tâm đang bán cho anh chị là 455, hôm nay tâm giảm xuống 20 triệu, còn 435 nha anh chị. 435 Kia Cerato. 435 2021 số sàn, động cơ là 1.6. Đó, xe tuyệt vời anh chị tuyệt vời mới tinh 430 nha anh chị nếu ai mua về sử dụng gia đình hoặc là mua về để kinh doanh dịch vụ là tuyệt vời bởi vì xe nó chạy ít vỏ lớp còn riêng và dày cui luôn không lỗi là ớ, bị lỗi cabo chứ nói không lỗi đâu có đúng bị lỗi cabo tiếp theo đây nữa là con Kia Cerato bản premium 2.0 sản xuất năm 2020 lúc lúc đó và bây giờ thời điểm là cái xe này là bản cao cấp nhất rồi nha anh chị bản cao cấp nhất rồi à, lúc mua về thì tâm bán 540 640 xin lỗi 64 xuống 62 giờ xuống 600 giờ xuống 508 và thậm chí bán cho anh chị 570 luôn nha nó tùm lum hết giờ cứ bán 570 anh chị thấy được thì ủng hộ còn được thì cứ giữ y tiền đó ha chứ cũng không có gì để mít lòng hết nha giờ bán cho anh chị là 5 570 sản xuất năm 2020 bản premium chạy đúng 10.000 cây số xe còn thơm mùi xe mới chị bán cho chị 570 nó như con xe mới vậy không khác gì hết mới tin nè à? 100% là nguyên rin à, bánh dự phòng chưa xài và bốn bánh còn rin chưa mở luôn à, sơn rin là 99% Kia Cerato bản Premium à, 570 là giảm 70 anh chị so với thời điểm à, lúc đó bán được lắm lúc đó là mua là 62 rồi là mua hết á mua của mấy chiếc 62 625 màu xám hai chiếc màu xám mua 62 mấy về bán hết trơn luôn mua con màu trắng này tính ra giá tốt mà cuối cùng sao nó bị chậm và đây là con Vios Vios bản G số tự động đời 2008 hộp số tự động biển Bình Dương góc Bình Dương xe chạy đúng trăm ngàn máy riêng trăm phần trăm anh chị máy riêng trăm phần trăm ở đô chạy trăm ngàn đăng kiểm tháng 4 2024 đăng kiểm còn tới tháng 4 2024 biển số Bình Dương màu bạc xe đẹp lắm chất xe thì khỏi phải nói rồi máy chạy cực im và ngon luôn 4 thắng đĩa ABS gương gập điện auto nội thất riêng hết nội ngoại thất gì riêng hết cái máy là chưa bung chưa tháo nha chị bữa ta mua về là nắp cò chưa mở luôn á nắp cò chưa mở mà nó hơi bị ướm ướm nhớt ta mới thay cái ron nắp cò chỉ vậy thôi một là nguyên riêng cái máy là chưa đụng gì hết về là đích thân tâm thay ron nắp cò đó chủ xe chưa đụng đậy gì hết chất xe đẹp đang bán 290 nay giảm xuống cho anh chị còn 207 nha Vios 2008 bản G số tự động động cơ là 1.5 207 xe thì khỏi phải bàn à, miễn chơi anh chị ơi Quigo Quigo 2018 Em lên tiktok với YouTube thấy người ta bán toàn là 32 với 325 có chỗ 219 nó bán 355 triệu luôn anh chị mà không biết bán được hay không thì không biết nha nhưng mà nếu mà bán vậy thì đi mua dễ mua lắm nếu mà bán giá đó thì đi mua dễ lắm còn tâm mua sao khó quá xe này bây giờ đang bán là ba ba mười tám giảm xuống là ba mười lăm giảm xuống ba trăm chưa bán được đó giờ bán cho anh chị ba ba năm nè ba trăm năm triệu cho con Wigo đời hai nghìn tám số tự động nhập khẩu Euro đô xịn năm vỏ theo xe vỏ theo xe còn dày cui luôn Euro đô xịn nội thất là bọc da là sang trọng và lịch lãm Rất xe đẹp 3 mấy ngàn anh chị có màn hình và có cam ve số tự động đăng kiểm còn tới tháng 6 2024 số tự động nha anh chị số tự động nhập khẩu không lỗi sơn riêng còn nhiều chất xe bao đẹp à, đang bán 318 hôm nay tâm để cho anh chị là 305 bao rút hồ sơ biển số đẹp 60A 54439 bán cho anh chị 305 nha nhiều xe lắm hôm qua tâm làm 2 hai đoạn video thì bên ngoài cũng còn khoảng 10 xe đang dọn dưới trong kho khách cọc đã bỏ trong đó giờ có nhiều sự lựa chọn lắm nếu mà đến với ô tô di tâm nha và đây là cũng là một cái con mà bị à, nói chung là bị hôm bị bị tuột giá rồi bị lỗ nữa cắt lỗ nữa 2019 Suzuki Seat 2019 xe nó mới mới lắm rất là mới luôn ở đô có 30 ngàn năm vỏ theo xe bánh dự phòng mà chưa có sử dụng luôn nhập khẩu thái lan nội thất là ghế da đề nổ Sita top thắng abs 4 bánh động cơ là 1.4 sản xuất 2010 cuối 2019 tháng 10 2019 một đời chủ mua mới ở đô 30 ngàn sơn riêng nguyên xe đăng kiểm còn tới tháng 9 2023 chắc xe đẹp quá trời mà không biết sao chậm bán quá đây chị coi nha Suzuki biển số Bình Dương màu xám lông chuột. Xe này bên tâm bán cho anh chị là 400, hôm nay tâm giảm xuống còn 370, 370 chắc lỗ mười mấy triệu. 370 anh chị. Có hai ba chiếc lỗ à? anh chị đừng có thắc mắc mà ông này bán chiếc nào cũng lỗ, có hai ba chiếc à? còn nhiêu là lời hết á. Nó nó chậm mày phải lỗ thôi, hai chiếc hay ba chiếc gì á. Suzuki đời 2019, CX 2019, số tự động. À, xe mới lắm, mới tin à bán cho anh chị là 370 nha, bao rút hồ sơ. Kia Soluto 2019 số tự động. À, năm vỏ theo xe và ở đô chạy bốn mấy 50 ngàn chất xe đẹp anh chị. Xe này tâm đang bán cho anh chị là 385 triệu. Hôm nay tâm để cho anh chị là 375 triệu nha. 375 triệu cho con Kia Kia Soluto số tự động 2019 màu đỏ xe đẹp và duyên dáng cực kỳ duyên dáng luôn có màn hình và có cam lùi nội thất riêng hết đẹp khen không lỗi lầm sơn riêng còn nhiều chất xe bao đẹp rồi bán cho anh chị là 375 triệu ha bao rút hồ sơ nha vỏ lớp rin và còn dày lắm ở đâu chạy 50.000 xịn sản xuất 2019 một đời chủ mua mới biển số Đồng Nai à, biển số Bình Phước chất xe đẹp anh chị đồ đạc nó còn trắng tươi à. số Bình Phước 17287, 93A 17287. Mâm lớp còn còn đẹp. Giỏ ra còn dày cui Đẹp hết nha anh chị. Bán cho anh chị là 375 ha. Tất cả những sản phẩm hiện có trong đây, Tâm đã điều chỉnh giá lại với một cái mức giá rất là cạnh tranh và rất là phù hợp. Anh chị cứ tham khảo đi. Thấy sản phẩm nào vừa mắt vừa ý thì gọi cho Tâm bằng số điện thoại là 0917 215 512 và 0974 83 5522. À, Tâm sẽ trả lời mọi thắc mắc cho anh chị và có đóng góp ý kiến gì xin hãy nhắn tin cũng như là gọi điện nha. À, mọi chi tiết gì bên liên hệ xe cộ thì alo cho Tâm à, bằng hai số điện thoại trên là 0917 215 512. Đến với địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, còn Google là đại lý ô tô Di Tâm nha anh chị liên hệ tâm để sở hữu một con xe vừa ý ha tâm xin chào và xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị nha nhớ bấm nút đăng ký với tâm nha tâm xin cảm ơn ạ